Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 1. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phạm nhân trốn khỏi trại giam Mỹ Phước bị bắt tại bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Hai tên cướp ngân hàng vứt tiền bỏ chạy thục mạng khi chuông báo động vang lên. Vụ livestream bán 7.000 xe từ kho giữ xe vi phạm ở thành phố Hồ Chí Minh, công an đang vào cuộc. Người cha không đồng phạm tội giết người với dì ghẻ trong vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ. Bang Washington bác việc ngăn ông Trump ra tranh cử. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 19 tháng 1. Hôm nay tại Quảng Nam, hai tên cướp đã vào ngân hàng nhưng thực hiện vụ cướp ngân hàng bất thành do chuông báo động vang lên. Hai tên cướp bỏ chạy thục mạng. Trưa ngày 19 tháng 1, một lãnh đạo huyện ủy Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết có một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra ở địa phương này. Hai thanh niên dùng súng và một con dao vào một chi nhánh ngân hàng ở khu Tây, huyện Duy Xuyên, khống chế nhân viên lấy tiền. Hai thanh niên này đã kẹp cổ bảo vệ, đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động nên hai tên này vứt lại tiền, bỏ chạy xe máy về phía hướng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngay sau đó, công an địa phương có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Chiều 19 tháng 1, một lãnh đạo của trại giam Mỹ Phước, cục C10 Bộ Công an xác nhận Vương Trọng Hưng, 25 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân trốn khỏi trại giam, đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 1, phạm nhân Vương Trọng Hưng khi đang lao động bên ngoài tại đội 18, khu lao động dạy nghề trại giam Mỹ Phước đóng trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, trong lúc lao động, Hưng lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo đã bơi qua sông bỏ trốn. Hưng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị bắt vào tháng 11 năm 2020, bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù, đang chấp hành án tù tại trại giam Mỹ Phước. Hưng đã chấp hành án tù được 3 năm, đến ngày 18 tháng 1 thì bỏ trốn. Đến ngày 19 tháng 1, Hưng đang bỏ trốn tại bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh thì bị bắt giữ. Hưng được cảnh sát đưa về trại giam Mỹ Phước để phục vụ cho công tác điều tra. Ngày 19 tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền video livestream từ tài khoản Facebook có tên DVT giới thiệu và bán 7.000 xe thanh lý trong kho xe vi phạm, xe tang vật của lực lượng cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo tìm hiểu, những chiếc xe trong kho này đều đang dán giấy niêm phong của lực lượng chức năng có biển số rõ ràng. Người đàn ông livestream trên Facebook rao bán sỉ với giá 3 triệu đồng một chiếc. Trang cá nhân của người đàn ông này trước đó cũng rao bán 7.000 chiếc xe này với giá rẻ như cho. Phóng viên đã liên hệ với người đàn ông này và được biết anh ta chỉ bán sỉ từ 2.000 chiếc trở lên, không bán lẻ. Nếu muốn xem xe thì phải hẹn ngày đến kho ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 11 cho biết không có chuyện họ livestream bán 7.000 xe thanh lý trên mạng xã hội. Hiện đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 11 đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, mời người liên quan lên làm việc và có hướng xử lý. Tại Lâm Đồng, một cô giáo mầm non bị hàng xóm tạt xăng đốt bỏng nặng, nguy kịch. Ngay sau đó, nghi phạm là Dương Thị Kim Cương, 36 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 3, thị trấn Di Linh, bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị D, 32 tuổi, hiện đang là cô giáo dạy mầm non trên địa bàn thị trấn Di Linh. Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 17 tháng 1, bà Cương xảy ra cãi nhau với chị D ở nhà đối diện. Trong lúc cãi nhau, cô giáo D bị bà Cương tạt xăng vào người. Chị D chạy về nhà phun nước rửa rồi đi ra đường tiếp tục cãi nhau. Trong lúc cãi nhau và giằng co, cô giáo D bị bà Cương dùng bật lửa đốt khiến người chị D bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng lên, chị D chạy được 20m thì đổ gục. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã dập lửa đưa chị D đến bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Ngay khi xảy ra sự việc, công an huyện Di Linh đã bắt khẩn cấp Dương Thị Kim Cương để điều tra. Tòa án Nhân dân tối cao vừa có thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ làm chết bé gái 8 tuổi. Theo thông báo, Tòa án Nhân dân tối cao nhận được đơn của luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền lợi cho bé VA, đề nghị xem xét theo trình tự giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm vụ bé gái 8 tuổi chết do bị hành hạ. Luật sư cho rằng tòa phúc thẩm đã kết án Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột bé VA, về tội hành hạ người khác và tội che giấu tội phạm là không đúng tội danh. Theo nhận định của Tòa án Nhân dân tối cao,
cháu A là con đẻ của Thái nên không đủ cơ sở kết luận Thái cố ý tước đoạt tính mạng của con gái mình. Hành vi xóa dữ liệu camera của Thái chỉ là nhằm che giấu tội phạm. Mặt khác, tại các kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh thể hiện các tổn thương mới xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong, khoảng 1 đến 6 giờ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bé. Các tổn thương cũ xảy ra trước khi tử vong khoảng 2 đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của bé. Trong trường hợp cháu A không bị đánh vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết đau lòng. Do đó, không có cơ sở kết luận Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Vì thế, cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết án Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và tội che giấu tội phạm là có căn cứ. Theo thông tin cập nhật, ngày 19 tháng 1, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 thanh niên để lấy lời khai, mở rộng điều tra hành vi bắt trói, đánh một người khác rồi đưa lên xe ô tô chở đi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 phút chiều 18 tháng 1, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thuận An đang tuần tra thì được người đi đường báo tin có một nhóm người vừa đánh một thanh niên, bắt trói và đưa lên chiếc xe ô tô màu trắng gắn biển số nước ngoài chạy về phía ngã tư 550. Ngay lập tức, tổ tuần tra tiến hành truy đuổi đến đường DT743, đoạn thuộc khu phố 2, phường An Phú thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Land Cruiser gắn biển số nước ngoài như miêu tả của người dân nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 5 thanh niên, trong đó có một người ngồi hàng ghế phía sau bị trói tay chân bằng dây rút, miệng đang bị chảy máu. Ngay trong đêm, Công an thành phố Thuận An phối hợp cùng Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra vụ việc. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Ngày 19 tháng 1, Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ video ghi lại cảnh nhóm người đi xe đạp đánh hội đồng nam tài xế xe ôm công nghệ xảy ra lúc rạng sáng trên đường Phạm Văn Đồng. Đại diện Công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết, hiện tại nam tài xế xe ôm công nghệ vẫn chưa đến cơ quan công an trình báo. Theo đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ bị một nhóm người đi xe đạp thể dục chửi bới, đánh hội đồng, thanh niên này ôm đầu chịu trận. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 1 trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Trong đoạn video thể hiện, giữa nam tài xế xe công nghệ có lời qua tiếng lại với nhóm người đi xe đạp khoảng 5 người. Sau đó, nam tài xế bị khoảng 3 người lao tới ép vào góc tường, đánh tới tấp, mặc cho có người đến can ngăn. Sau vụ việc, nhóm người đi xe đạp rời đi. Chiều ngày 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 3 cựu cán bộ công an bắn dê của dân xảy ra tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân mức án 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Cùng tội danh, hai bị cáo Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng cùng lãnh mức án 7 tháng tù. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người dân, làm suy giảm lòng tin của người dân với lực lượng công an. Vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó Nhân là người giữ vai trò cao nhất do khởi xướng và trực tiếp thực hiện hành vi. Các bị cáo có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả và được bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử cũng quyết định tịch thu chiếc ô tô đứng tên bị cáo Bùi Tiến Tùng được sử dụng thực hiện hành vi phạm tội để xung công quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy khẩu súng hơi, ống nhòm. Trong phần thẩm vấn, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, tuy nhiên khẳng định bắn dê là do tưởng là dê hoang. Đồng thời, cả ba cựu cán bộ công an đều thể hiện ăn năn, hối hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư dự án, trên công trường dự án sân bay Long Thành hiện đang thi công 3 hạng mục xây dựng lớn, bao gồm công trình nhà ga hành khách, gói thầu 5.10, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đổ tàu bay, gói thầu 4.6, đường kết nối T1 và T2, gói thầu 6.12. Ngoài ra, tháng 8 năm 2022, công tác thi công móng cọc nhà ga hành khách đã hoàn thành với tổng số 1.560 cọc. Công tác san nền thoát nước về cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo mặt bằng bàn giao cho thi công các hạng mục. Theo ACV,
Sau hơn 4 tháng đồng loạt khởi công 3 gói thầu trên, đến nay dự án cơ bản đã đáp ứng được tiến độ đề ra, hình thành đại công trường nhộn nhịp, không khí thi đua lao động sôi nổi. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với thông tin, một thẩm phán tại bang Washington, Mỹ đã ra quyết định tên của cựu Tổng thống Donald Trump vẫn được giữ trên lá phiếu bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang này, bác bỏ các nỗ lực ngăn ông Trump ra tranh cử tại đây. Thẩm phán Mary Sue Wilson tại tòa án hạt Thurston, bang Washington, nói tổng thư ký bang đã hành động phù hợp với nhiệm vụ khi chấp nhận các ứng cử viên do đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đệ trình, bao gồm cả ông Trump. Tương tự, một số cử tri tại nhiều bang ở Mỹ, một số cử tri tại bang Washington đã nộp đơn yêu cầu loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu, cho rằng ông không có đủ tư cách để tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 do liên quan vụ bạo loạn tại đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, mặc dù chưa có tòa nào xác định hành vi của ông Trump có liên quan hay không. Họ dẫn tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ cấm bất kỳ ai tham gia nổi loạn nắm giữ chức vụ công. Cử tri tại hàng chục bang ở Mỹ cũng nộp đơn kiện tương tự chống lại ông Trump. Hiện đã có hai bang là Colorado và Maine đồng ý loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu, trong khi các bang khác bác bỏ các vụ kiện và Washington là bang mới nhất. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Tại Philippines, dữ liệu từ cơ quan thảm họa quốc gia cho biết mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 187.000 người ở vùng Davao. 7 người, trong đó có 5 trẻ em đã thiệt mạng khi sạt lở đất khiến một ngôi nhà bị chôn vùi sau nhiều ngày mưa lớn ở tỉnh Davao de Oro, miền nam Philippines. Trang tin Brabler cũng tường thuật nhiều nạn nhân bị chôn sống trong vụ sạt lở đất xảy ra tại núi Diwata ở Moncayo, tỉnh Davao de Oro vào trưa 18 tháng 1. Hiện 7 thi thể đã được tìm thấy. Ông Edna Dayang Hirang nói thêm, hai người bị thương và khoảng 10 người mất tích do vụ sạt lở. Tuy nhiên, nhà chức trách đã tạm ngưng các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ do mưa tiếp tục xảy ra tại một khu vực sinh sống của các thợ mỏ. Tiếp theo là hình ảnh đêm chung kết cuộc thi Miss Global năm 2023, Hoa hậu toàn cầu, diễn ra tại Vương quốc Campuchia vào tối ngày 18 tháng 1. Với sự tranh tài của gần 70 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, kết quả chung cuộc, người đẹp Ashley Melendez đến từ Puerto Rico giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu toàn cầu Miss Global với danh hiệu Hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 trao cho người đẹp Samoa. Danh hiệu Á hậu 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các đại diện đến từ Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Khán giả tiếc nuối cho đại diện của Việt Nam là Đoàn Thu Thủy dừng chân ở vị trí Á hậu 4. Trước đó, ban tổ chức cuộc thi tổ chức vòng bán kết tại Phú Quốc, Việt Nam. Cùng đó là các hoạt động quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch Việt Nam diễn ra tại nhiều địa phương. Đoàn Thu Thủy, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định. Bắc Bộ vẫn giữ mức nhiệt tương đối cao trước khi giảm nhanh do không khí lạnh tràn về trong những ngày tới. Đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày. Trong đợt này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong khi đó, Nam Bộ và các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng. Riêng khu vực Đông Nam Bộ trời nắng khá gắt, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cụ thể ở từng khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào khung giờ 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ.
Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.